Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người ba cái đầu khẩu sai khủng ha, để cho anh em mà sửa chữa máy lạnh á, đó quên sửa chữa máy giặt á. Thì trong đây nó có ba cái số ha, 35, 36 và 38. Thì thông thường anh em xài là cái số mà 36 nè. 36 thì bên cửa hàng mình bán là 132.000 nha anh em. Đó. 36 là 132.000, còn 38 38 là 142 nha. Mà cái đầu này là đầu 3/4, nhưng mà bên mình sẽ có đầu chuyển. Ở trong thì nó được thiết kế là những hình bông vậy nè ha. Anh em lưu ý cái hàng này hàng của Sata nha, hàng của Sata rất là xịn luôn. Xài nó thường chung anh em mua hàng Sata thì xài là bảo hành trọn đời nha. Đó. Bảo hành trọn đời cho anh em nè, Sata. Thì hiện tại mình cửa hàng mình đang về ba cái size này nha, 35 nè. Rồi này 38 anh em, 36. Thì 35 là giá 120 anh em nha. 35 120, đầu 3/4. Một lát bên mình có bán cái đầu chuyển anh em yên tâm nha. Mua 35 này đó, 35 nè, 120.000. 36 là 132 nha. Đây 36 mm nha, 132. Thì cái khoảng cách mà từ cái đầu này vô đây anh em thì nó tầm khoảng cỡ khoảng này cũng xa, tầm khoảng cỡ 5 phân anh em nha. Để mình lấy thước mình đo cho chính xác anh em chọn chút, tại nhiều anh em muốn biết là cái độ sâu của cái rãnh này nè, để anh em mở nó có bị vướng ốc hay không, em chờ chút nhé. Rồi tiếp anh em ha. Thì cái độ sâu của con này thì nó là khoảng 3/3 anh em nha. Con ốc mình nhét vô tầm khoảng cỡ 3/5 á nha, nha là như thế này nè. Đó. Ok ha, đầu sâu của nó. Còn cái con này sâu hơn nữa nè, con này gần tới 4 phân luôn, không có 3/5 thôi nha. Đó. Thì đa phần ở những cái đầu lớn này nè là nó dùng cái đầu này 3/4, nhưng mà anh em yên tâm, mình cửa hàng mình có đầu chuyển nha, có đầu chuyển từ 3/4 sang 1/2. Đây là cái đầu chuyển của bên mình. Anh em nào đang sang cái đầu 1/2 nè, tại sang cái đầu 3/4 anh em sẽ mua cái đầu này nha. Mình ta nhét vô đây đó, mình nhét vô rồi, vô nè anh em ha. Thì khi đó anh em muốn dùng cái đầu này 1/2 thì nó dễ rồi. Chúng ta nếu anh em nhà có thêm đầu nối như thế này, ta xè vô ha. Đó. Đó. Thì cái đầu nối nè nha, từ 1/2 ra 3/4. Thì bên mình đang có sẵn luôn nha. Để mình coi cái giá cái này như mình báo cho anh em chờ chút. Rồi. Thì bên mình nó bán cái đầu mà chuyển anh em, cái đầu chuyển từ 1/2 sang 3/4 là 50.000 nha. 50.000 là cái đầu này thôi nè, còn cây này thì giá bên mình là bán là 74.000. Đó, cái cây nối dài này nè của hãng Incon nè, 74.000 ha. Cái đầu này là giá là 50. Đó. Thì tại nhiều lúc anh em sửa chữa mà trong kẹt á, thì chúng ta phần phải đưa như này vô gốc á để chúng ta mở. Thì những cái con ốc mà mở của máy giặt anh em thì nó xài những cái chuẩn 35 hoặc 38 ha, nó những máy giặt. Đó, thì coi anh em có xài cái nhu cầu về cái đầu nào thì anh em có thể ghé cái hàng anh em mua. Thì hiện tại hàng bên cửa hàng mình đang có sẵn nha. Giá cũng khá là mềm luôn ha. 120 cho 35 nè, 132 cho 36 nè và 142 cho 38. Ha, đầu bông hết, đó, rất là đẹp. Anh em lưu ý hàng Sata nó là một cái thương hiệu thuộc tập đoàn Apex của Mỹ nha anh em. Đa phần nó là hàng sản xuất tại Đài Loan và Trung Quốc. Đó. Nó hàng có thương hiệu đàng hoàng anh em ha, chứ không phải là hàng cho đỏ nha. Đây Sata đây, thép CRV nha, thép CRV. Đó. Rất là cứng cáp luôn ha. Những cái đầu này anh em mua thì xài biết nào nó hư ha, chỉ người ta làm thất lạc hoặc làm mất thôi. Đó. Chứ mình nghĩ những cái đầu này thì nó sẽ không có hư đâu. Thì bên mình về cũng số lượng cũng khoảng mỗi thứ khoảng 10 cục anh em. À, mỗi thứ khoảng 10 cục. Thì anh em đang có nhu cầu thì cứ ghé lấy nha. Đó. Thì giá cũng mềm anh em ha. Nói chung là tầm như này giá cũng mềm, có hơn 100.000 thôi. À, chúng ta mua chúng ta xài được rồi. Đó. Hàng có chất lượng nha, hơn 100.000 mà hàng chất lượng. À, mình cũng có bán đầu chuyển luôn đầy đủ ha. Thì để có anh em có nhu cầu về cái món nào thì về cái size nào á, hiện tại mình chỉ có 3 size nha. 35, 36 và 38, còn anh em mà đang có nhu cầu muốn size to hơn nữa đó thì có thể báo để mình về riêng nha, tại những cái hàng này thì nó cũng thuộc dạng là về cái chuyên dùng thôi nha. Còn ví dụ như cái 36 như chúng ta dùng để mở cái con gì trong cái xe tay ga hay gì anh em ha. Đó, 36 á, mình nhớ vậy. Thì anh em đang có nhu cầu 3 size mình chỉ về chuyển 3 size này thôi. Còn những size nào đặc biệt lớn thì anh em phải đặt riêng nha.
Rồi, ok ha. Hàng đang có sẵn ở cửa hàng nha. Rồi, cảm ơn em ha. Xin chào, hẹn gặp lại.